để làm sao nó phục vụ tốt được cái chủ đề của bộ phim thì chúng tôi cũng phải tìm tòi và chọn được những cái bối cảnh nó phù hợp nhất để nói lên những cái công việc, những cái đặc thù nghề nghiệp của những người lao động. Khu vực phòng lưu phòng và phòng luyến là chúng tôi hoàn toàn dựng mới, căn cứ trên cái nền bối cảnh đã có sẵn. Là chúng tôi phải san một cái bãi rác ra để chúng tôi dựng lên trên nền cái bãi rác đấy. Chợ Long Biên khi mà quá trình sản xuất thì nó có một vấn đề là chúng ta thấy đấy, ban ngày rất là vắng. Đầu tiên là sẽ thuận lợi cho việc sản xuất, đương nhiên thì nó sẽ không có không khí. Cho nên là chúng tôi đã quyết định chọn cái gian hàng ở ngay cổng chợ. Chúng tôi chọn những thời điểm chợ chưa tan hẳn và chúng tôi sẽ có những cái xe đạo cụ của chúng tôi gài vào đó để cho diễn viên mình diễn xuất. Chân thật với thực tế, gần gũi với câu chuyện phim, với sự đầu tư chăm chút cho bối cảnh chính của phim, các diễn viên đã bị cuốn hút ngay khi đặt chân tới địa điểm quay. Những cái cảm xúc ở giữa cái chợ đông đúc đấy thì nó cũng là một cái mà kích thích cái độ diễn của diễn viên, nó rất là chân thực. Ngoài những cái căn nhà đã có sẵn, đoàn làm phim cũng dựng thêm những cái căn nhà khác để phục vụ cho cái việc quay phim, và cái điều đó làm cho mình rất cảm xúc khi mà mình làm phim ấy. Đây là mình đang được sống cái cuộc sống của cái nhân vật đấy chứ không phải là mình đang diễn nữa. Những bối cảnh chật chội, tuềnh toàng đã góp phần tạo nên sự thăng hoa trong diễn xuất của các diễn viên. Tuy nhiên, điều ít khán giả biết đó là cả ekip làm phim Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao gặp không ít khó khăn và thách thức trong suốt mấy tháng ghi hình tại đây. Chợ Long Biên thì mọi người cũng biết là khi người ta vào công việc của hàng ngày của người ta thì nó rất là ồn và đông đúc. Thì cái việc đó nó cũng là cái việc cản trở cho tất cả diễn viên và ekip. Nó có một cái sự khó khăn nhất định của diễn viên, đấy là thu tiếng đồng bộ. Mà cái khung cảnh ở chợ thì nó rất là ồn ào, náo nhiệt vô cùng. Khi mà làm cho một cái bối cảnh nó khó khăn như thế, thu tiếng đồng bộ, một người đi qua đi lại, người ta nói một điều gì đấy là phải làm lại. Trong cái khu xóm trọ ấy, những cái hôm đầu mà đoàn đến ấy, nó đúng là không thở nổi. Thấy ở trong phim nó rất đẹp, thế nhưng mà trong quá trình sản xuất ấy, thì bên cạnh nó là một cái mương nước thải rất lớn, mùi rất là khó chịu, ruồi rồi muỗi rồi chuột rất nhiều. Rất là vất vả, rất là mệt ý. Kéo một cái xe hàng đầy hự như thế không đơn giản tí nào. Nhưng mà cứ kéo đi kéo lại, ngoài cái việc kéo xe, ngoài cái việc bốc hàng, nhưng chúng ta vẫn phải thoại, vẫn phải giữ được cái cảm xúc của mình. Với sự nỗ lực của cả ekip làm phim, Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao đang đưa khán giả hòa cùng nhịp sống mưu sinh vất vả của những người lao động chân tay. Qua đó, người xem phần nào hiểu và cảm thông, chia sẻ với những con người lam lũ, song vẫn cố gắng vượt lên số phận. Mình sẽ không coi nó là một sự vất vả đâu. Đấy là cái trách nhiệm của một người diễn viên, một người làm nghề. Và mình cảm thấy vui chứ. Vui vì sao? Vì mình được truyền tải cho khán giả cái góc nhìn mới, là những cái nhân vật mới này, để cho mọi người hiểu hơn về cuộc sống của những người lao động, người ta vất vả như thế nào, người ta khó khăn như thế nào. Tất tần tật anh em là luôn luôn phải lên dây cót tinh thần với nhau và hòa vào công việc, rồi nó cũng quen, rồi áp lực công việc, rồi bọn tôi cũng quên. Ở luôn đấy, bây giờ coi như là công dân ở đấy luôn. Mọi cái đều phải vượt qua vì những cái thước phim đẹp nhất, hay nhất, tốt nhất để gửi đến khán giả. Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao tiếp tục đưa đến khán giả những tình tiết mới với nhiều nút thắt bất ngờ xuất hiện. Để cùng cảm nhận câu chuyện phim và sự lao động hết mình của các nghệ sĩ, quý vị hãy theo dõi bộ phim lúc 21h40 phút thứ 2, thứ 3 và thứ 4 hàng tuần trên kênh VTV3.